Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6, bài số 10, sẽ cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ bài số 10 mình sẽ học số nguyên tố và hộp số nha. Bác Vịnh mua 17 cuốn sổ và 34 chiếc bút để làm quà tặng. Bác Vịnh muốn chia đều 17 cuốn sổ thành các gói và cũng muốn chia đều 34 chiếc bút thành các gói. Như vậy là hỏi, bác Vịnh có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói và có bao nhiêu cách chia những cái bút thành các gói nha. Giờ như vậy là học xong bài này mình sẽ trả lời được câu hỏi này nha. Tiếp theo, tìm các ước của mỗi số sao. Như vậy là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 và 34. Giờ thầy sẽ làm hoạt động 1 nha. Mình sẽ đi tìm các ước của các số nha. Giờ các ước của hai là, như mình thấy là ước của hai thì sẽ có số 1 và số 2 chứ. Giờ tiếp theo là các ước của số 3. Như vậy số 3 thì mình phải có hai ước là 1 và 3, đúng không? Tiếp theo là các ước của số 4. Như vậy mình sẽ thấy số 4 sẽ có ba ước là số 1, số 2 và số 4, đúng không? Tiếp theo là các ước của số 5. Như vậy là số 5 mình thấy có hai ước sẽ là số 1 và số 5 đó nha. Vì 5 chia hết cho 1 và cho 5. Tiếp theo là các ước của 6. Như vậy là ước của 6 thì mình thấy có số 1 nè, số 2, số 3 và số 6 đó nha. Giờ tiếp theo là các ước của số 7. Như vậy là ước của 7 thì mình thấy là có số 1 và số 7, đúng không? Còn tiếp theo là ước của 17. Ước của 17 thì mình thấy là có số 1 và số 17 thôi, đúng không? Vì 17 chỉ chia được cho hai số đó mà không. Tiếp theo là cái ước của 34. Như vậy mình thấy 34 sẽ chia hết cho 1, cho 17 và cho 34, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nhé. Câu B người ta hỏi là trong các số trên những số nào có hai ước và những số nào có nhiều hơn hai ước nhé. Giờ mình sẽ làm câu B. Các số có hai ước là, như vậy mình thấy là những số mà có hai ước gồm có số 2, số 3, số 5, số 7, đúng không? Và số 17. 2, 3, 5, 7 và 17, đúng không? Tiếp theo là những số mà có nhiều hơn hai ước. Chính là những số còn lại, đúng không? Chính là số 4, số 6 và số 34, đúng không? Giờ như vậy là mình xong một đồng 1 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ ghi nhớ các số 2, 3, 5, 7, 17 chỉ có hai ước là số 1 và 9 nó, đúng không?
Thì cái số đó người ta gọi là số nguyên tố nha. Mình nhớ là số nguyên tố là những số mà chỉ có hai ước thôi, chính là số 1 và 9 năm. Còn các số 4, 6, 3, 14 có nhiều hơn hai ước thì người ta gọi là các số đó gọi là hợp số. Như vậy là mình nhớ là hợp số chính là những số mà có nhiều hơn hai ước, đúng không? Giờ tiếp theo, số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Còn hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước nha. Và mình nhớ là số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số nha. Đúng không? Để chứng tỏ số tự nhiên A lớn hơn 1 là hợp số thì ta chỉ cần tìm thêm một ước của A khác số 1 và khác A là được nhé. Tiếp theo là ví dụ 1. Cho các số 13, 19, 25, 28 trong các số đó, số nào là số nguyên tố, vì sao? Và câu B là số nào là hợp số, vì sao? Như vậy mình nhớ là số nguyên tố là số chỉ có hai ước và một là 1 và 9 nó. Như vậy mình thấy là 13 nè. Mình thấy là số 13 sẽ là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Nó là số tự nhiên lớn hơn 1. Và chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Số 19 cũng là số nguyên tố luôn vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và 19. Còn hai số còn lại là số 25 là hợp số quy qua hai ước 1 và 25, nó còn một ước có ít nhất khi một ước nữa chính là số 5, đúng không? Còn 28 cũng vậy, 28 sẽ là hợp số quy qua hai ước 1 và 28, nó còn có ít nhất một ước nữa là số 2 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu thực hành số 1. Trong các số 11, 29, 35 và 38, trong các số đó số nào là nguyên số nguyên tố, vì sao? Và câu B là mình sẽ trả lời số nào là hợp số, vì sao? Mình sẽ làm giống như ví dụ 1. Giờ thầy sẽ làm hoạt động 1. Câu thực hành số 1. Câu A trước. Như vậy là số nào là số nguyên tố? Như vậy mình thấy là số 11 sẽ là số nguyên tố. Mình thấy là số 11 nè và số 29 sẽ là số nguyên tố vì nó chỉ có hai ước là 1 và 9 thôi, đúng không? Số 11. Số 11 và 29 là số nguyên tố nhé. Vậy chỉ có hai ước. Là 1 và 9 nó. Đúng. Tiếp theo là câu B. Số nào là hợp số? Như mình thấy là 35 và 38 sẽ là hợp số nha. Số 35 và 38 sẽ là hợp số. Vậy có nhiều hơn hai ước, đúng không? Vừa mình thấy là 35 sẽ có là số nguyên tố là 1 và 35. Và số tiếp theo là số 5 và số 7. Như vậy có 4 ước là nên nó sẽ là hợp số. 38 cũng vậy, mình thấy là nó sẽ có các số nguyên tố là số 1, số 2 và số 38 nên nó sẽ là hợp số nha. Giờ tiếp theo là ví dụ 2. Tìm các ước của 18. Trong các ước đó, ước nào là số nguyên tố? Như vậy người ta sẽ giải ví dụ 2 cho mình. Như vậy các ước của 18 mình sẽ thấy là có số 1, số 2, số 3, số 6, số 9 và số 18. Mình thấy là 18 sẽ chia hết những số này, nên những số này chính là ước của 18. Và câu B là trong cái ước trên thì mình thấy là mình nhớ là số 0, số 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số. Như mình thấy là có số 2 là số nguyên tố này, số 3 là số nguyên tố, còn số 6 là hợp số vì nó chia hết cho 1, cho 2, cho 3 và cho 6. Có nhiều hơn hai ước thì nó là hợp số.
như mình trả lời là trong các ước trên là các ước có các ước 2 và 3 là số nguyên tố. Và mình sẽ nhớ là nếu số nguyên tố P là ước của số tự nhiên A thì B được gọi là ước nguyên tố của A. Vì mình sẽ khi một khái niệm là ước nguyên tố có nghĩa ước của một số mà số đó lại là số nguyên tố. Số nguyên tố P là ước của số tự nhiên A thì B gọi là ước nguyên tố của A, đúng không? Giờ tiếp theo là ví dụ 3, tìm các ước nguyên tố của 39 và 29. Giờ người ta sẽ giải cho mình cái ví dụ 3. Mình thấy là số 39 sẽ có các ước là 1, 3, 13 và 39. Trong bốn ước này thì mình thấy sẽ là số 3 và số 13 sẽ là số nguyên tố. Vậy các ước nguyên tố của 39 sẽ là 3 và 13. 29 là số nguyên tố. Vậy ước nguyên tố của 29 sẽ là số 29 mà không, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu thực hành số 2 và số 3. Câu thực hành số 2 người ta hỏi là tìm các ước nguyên tố của 23, 24, 26 và 27 nhé. Như vậy là cái câu thực hành số 2 mình sẽ làm giống như cái ví dụ 3, đúng không? Làm câu thực hành số 2. Giờ mình sẽ làm giống như ví dụ 3. Trước hết mình sẽ tìm các ước của 23 chính nha. Mình thấy là 23 sẽ là một số nguyên tố, đúng không? 23 sẽ là một số nguyên tố. Nên mình kết luận là ước nguyên tố của 23 chính là 23, giống như là 29 vậy. Số 29 là số nguyên tố nên mình sẽ kết luận là ước nguyên tố của 29 sẽ là 29, thì số 23 cũng làm tương tự nhé. Giờ như vậy trước hết là số 23 thì mình trả lời là số 23 là số nguyên tố. Vậy ước nguyên tố của 23 là 27, đúng không? Giờ tiếp theo là 24. Mình thấy là 24 không phải là số nguyên tố nên mình sẽ làm giống như số 39, mình sẽ đi tìm các ước của nó. Giờ sau đó mình sẽ chỉ ra các ước nguyên tố của nó, đúng không? Giờ tiếp theo là số 24 có các ước là 24 mà sẽ có ước sẽ là 1 này. Đúng không? 2 3. Mình thấy là 24 thì sẽ chia hết cho 1, cho 2, cho 3, đúng không? Giờ tiếp theo là cho 4, đúng không? 4 và 6, 12 và 24, đúng không? Giờ mình thấy là trong các ước của 24 thì mình xem số nào, các ước nào sẽ là ước nguyên tố. Mình thấy là có số, trong đó mình thấy là trong đó mình thấy là 2, 3 sẽ là số nguyên tố. Vậy mình kết luận là các ước nguyên tố của 24 là 2 và 3, đúng không? Giờ
Giờ tiếp theo mình sẽ tìm ước của 26. Giờ tương tự số 26 có các ước lệ. Giờ mình sẽ tính nhẩm xem 26 sẽ chia hết những số nào. Thì những số đó chính là ước của 26. Mình thấy là 26 chia hết cho 1 này. 26 chia hết cho 2. Đúng nè. Và 26 chia hết cho 13 và chia hết cho 26, đúng không? À, trong đó mình thấy là số đó, số nào sẽ là số nguyên tố. Trong đó mình thấy là số 2 và số 13 chính là số nguyên tố, đúng không? Là số nguyên tố. Nên mình kết luận là vậy, các ước nguyên tố của 26 là 2 và 13, đúng. Giờ cuối cùng sẽ là số 27. Số 27 mình thấy là có các ước. Đi tìm các ước của 27 nhé. Số 27 có các ước là, nếu giờ 27 sẽ chia hết cho bao nhiêu nè? À, cho 1 nè. À, chia hết cho 3, đúng nè. À, chia hết cho 9 nè. Và chia hết cho 27, đúng nè. À, trong đó mình thấy là trong bốn ước này thì số nào sẽ là số nguyên tố. Mình thấy là số chỉ có số 3 là số nguyên tố thôi, đúng không? Giờ trong đó 3 là số nguyên tố. Nên mình kết luận là vậy, ước nguyên tố của 27 là số 3, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 3. Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3 thôi. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 luôn. À, hai số chỉ có ước nguyên tố là 3. Chỉ có ước nguyên tố như vậy mình thấy chính là số số 9, đúng không? Và số 27, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu thực hành số 3 nhé. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết nhé. Còn phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp. Các em nhớ đón xem nhé. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dạy hiệu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em tối tạm biệt các em nhé.